Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi bất ngờ nhận được món quà đặc biệt, người hâm mộ ngỡ ngàng, Argentina tung tin nóng. Mới gần đây, theo như thông tin mới nhất thì ngôi sao người Argentina là Lionel Messi mới đây đã nhận được một món quà vô cùng đặc biệt gây ngỡ ngàng với số đông người hâm mộ. Mọi sự chú ý của số đông người hâm mộ đã đổ dồn vào Lionel Messi khi mà ngôi sao người Argentina cùng Inter Miami có trận hòa 1-1 trước Newell's Old Boys, đội bóng khởi nghiệp của Messi. Không chỉ có kết quả thắng thua đơn thuần, ngôi sao từng 8 lần đoạt quả bóng vàng còn thu hút sự chú ý khi nhận được một món quà vô cùng đặc biệt trước trận giao hữu này với Newell's Old Boys. Món quà rất đặc biệt mà Messi nhận được là một đôi giày thể thao có thiết kế mô tả chi tiết về sự nghiệp cầu thủ và cuộc sống gia đình của anh. Chính nhà thiết kế Steve Weiser là tác giả của món quà này đã nói: "Giấc mơ trở thành sự thật. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng công việc của tôi lại cho tôi cơ hội thiết kế và giao tận tay một món quà thể thao cho Guard, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", Steve Weiser viết trên tài khoản Instagram. Trong bài đăng này, nhà thiết kế này còn kết thúc bằng câu nói: "Hãy cố lên nhé nhà vô địch". Steve Weiser tiết lộ rằng đôi giày được vẽ hoàn toàn bằng tay 100%. Đôi giày thể thao này có tên là What the Messi, là phiên bản giới hạn và hiện được bán hết với giá $1,800 một đôi. Việc tạo ra mỗi đôi giày kiểu này sẽ mất từ 2 đến 5 tháng. Chúng có thể đi bình thường như những đôi giày khác, nhưng chúng được vẽ tay và không nhằm mục đích sử dụng hàng ngày. Hãy cẩn thận với chúng thì bạn mới có thể sử dụng chúng trong nhiều năm, Steve Weiser nói thêm. Một điểm nhấn của đôi giày này đó là trên bề mặt của nó còn tái hiện sự nghiệp của Messi, được thể hiện thông qua màu sắc của những chiếc áo đấu khác nhau mà anh đã mặc in trên đó, bao gồm áo đấu của Newell's Old Boys, Barcelona, PSG, Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina. Bị Trung Quốc hủy thi đấu, đội tuyển Argentina và Messi quyết định đến Mỹ thi đấu cho đủ số lượng trận giao hữu như đã dự tính trước. Mới gần đây, theo tờ La Nacional, đội tuyển Argentina và danh thủ Messi sẽ thi đấu các trận FIFA Day vào tháng 3 tại nước Mỹ, sau khi bị đối tác từ Trung Quốc từ chối vì các vấn đề về tổ chức. Trước đó, đội tuyển Argentina đã ấn định lịch thi đấu tại Trung Quốc gặp các đội tuyển bờ biển Nga và Nigeria cho lịch FIFA Day tháng 3. Tuy nhiên, lịch trình tổ chức các trận đấu này bị hủy sau sự cố Messi và Miami đến Hồng Kông du đấu. Sự việc danh thủ người Argentina bị chấn thương không ra sân thi đấu một phút nào đã gây phản ứng dữ dội từ giới cổ động viên nơi đây. Sự việc gây ầm ĩ này đã khiến các ban lãnh đạo tổ chức các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu của đội tuyển Argentina tại Trung Quốc quyết định ra thông báo hủy bỏ các trận đấu tại đây. Vì lý do này, Liên đoàn bóng đá Argentina đã chuyển sang kế hoạch B. Họ tích cực đàm phán với đối tác ở nước Mỹ và nhanh chóng đạt thỏa thuận chuyển hai trận đấu của đội tuyển Argentina đến đây. Messi và đồng đội sẽ thi đấu tại Mỹ trong dịp FIFA Day tháng 3. Tuy nhiên, khả năng trận đấu với đội tuyển bờ biển Nga sẽ được thay thế bằng đội tuyển El Salvador, trong khi trận đấu gặp đội tuyển Nigeria vẫn giữ theo kế hoạch ban đầu, tờ La Nacional thông tin cho biết. Được biết thì chủ tịch ABA, ông Claudio Tapia muốn tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Argentina ở bờ biển Đông nước Mỹ. Mục đích là để làm quen với các điều kiện thi đấu khi sắp dự Copa America vào tháng 6. Trong đó sẽ có trận đấu đội tuyển Argentina gặp Chile tại New Jersey vào ngày 25 tháng 6, tờ La Nacional chia sẻ. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, việc đội tuyển Argentina chính thức chọn đến nước Mỹ thi đấu thay vì Trung Quốc cũng đã giúp ích nhiều cho Messi, khi mà danh thủ này sẽ không phải di chuyển quá xa khi trở lại đội tuyển thi đấu. Dự kiến là các trận đấu của đội tuyển Argentina lần lượt gặp El Salvador và Nigeria sẽ được xác định cụ thể địa điểm và ngày giờ thi đấu trong ngày thứ tư tuần này. Messi Suarez bị chê quá già để có thể giúp Inter Miami năm 2024. Theo cựu cầu thủ Taylor Twellman, Miami có thể không đủ mạnh để giành được danh hiệu tại Mỹ mùa này, vì các ngôi sao như là Messi Suarez đã lớn tuổi rồi. Tôi không tin được rằng mọi người coi Inter Miami là ứng cử viên vô địch cho cả 4 danh hiệu mùa này. Tôi không thấy khả năng đó, Twellman nói trên postcard của Alessi Lalat. Tôi nhìn vào lịch sử của MLS, giải đấu được xây dựng dựa trên sự cân bằng và tôi hiểu điều đó. Theo Twellman, 4 ngôi sao là Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba mà Inter Miami đang sở hữu đều đã ở tuổi xế chiều. Ông cho rằng những cầu thủ này nhiều khả năng không thể chơi với phong độ cao như trước.
và lấy ví dụ về việc Suarez mắc 21 lỗi việt vị trong 4 trận đấu giao hữu vừa qua. Strelman cũng cảnh báo Inter Miami về các vấn đề khác như là không đủ khả năng tấn công liên tục trong 1/3 cuối sân, chấn thương dài hạn của một số trụ cột, giới hạn lương của MLS và việc phải bán một số cầu thủ để cân bằng ngân sách. Suarez không thể tập 4 ngày liên tiếp mà không sợ đau đầu gối, Strelman nói thêm. Cầu vệ đã ghi 29 bàn ở Brazil năm ngoái, thế nhưng các giải ở Brazil không thực sự giỏi về phòng ngự. Cậu ấy sẽ phải đến đây, hòa nhập với khí hậu ở đây, với các múi giờ khác nhau và việc di chuyển. Tôi nghĩ là Miami sẽ gặp những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Họ sẽ cảm thấy may mắn nếu như giành danh hiệu mùa này. Strelman cũng nghi ngờ về tính hiệu quả của việc cho cả Messi, Suarez, Busquets và Alba vào sân cùng lúc. Ông cho rằng việc dùng một phần trong 4 cầu thủ trên 35 tuổi này sẽ tác động tốt hơn cho đội bóng. Mùa trước, sau khi chiêu mộ Messi, Busquets và Alba, Miami đã giành League Cup. Đây là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành lập năm 2018. Sau thành công ban đầu thì Inter Miami ký thêm với một đồng đội cũ khác của Messi ở Barca là Suarez. Mùa trước, Suarez ghi 29 bàn trong 54 trận tại Brazil và giúp Grêmio về thứ hai giải vô địch quốc gia. Mùa này, Miami sẽ tham dự 4 giải đấu gồm có MLS Cup, Cúp Quốc gia Mỹ, League Cup và CONCACAF Champions League. Họ vừa chơi 6 trận giao hữu với các kết quả hòa El Salvador không đều, thua FC Dallas 0-1, Al Hilal 3-4, Al Nassr 0-3, thắng Hồng Kông League 4-1, thua Vincent Kobe 3-4 trong loại lơ lưu, hòa không đều trong 90 phút và hòa Newell's Old Boys 1-1. Ngày 1 tháng 2, Miami sẽ khởi đầu mùa bóng bằng trận tiếp Real Salt Lake. PSG chấp nhận việc Kylian Mbappe rời Paris điểm đến Real Madrid vào cuối mùa và cũng lộ thời điểm thông tin chính thức được công bố. Theo Ford Mercato, chủ tịch Al Khelaifi cảm nhận được PSG sẽ mất đi ngôi sao số 1 của họ trong những ngày đầu năm mới 2024, trước khi mà Mbappe chính thức thông báo với ông ít ngày trước. Nguồn trên còn cho biết là phản ứng từ người đứng đầu đội bóng nhà giàu nước Pháp là tiêu cực, nhưng quan điểm của Mbappe lần này là rõ ràng và chắc chắn. Anh sẽ rời Paris và chuyển đến Real Madrid mùa hè này, theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong những tháng cuối năm 2023 thì PSG vẫn còn hy vọng Mbappe sẽ gia hạn, nhưng anh úp mở với chủ tịch Al Khelaifi trong cuộc thương lượng vào tháng 8 để được trở lại tập luyện và thi đấu cùng đội 1 sau khi bị gạt khỏi chuyến du đấu cũng như trận mở màn League One mùa 2023-2024. Hiện thì Kylian Mbappe và PSG được cho lên kế hoạch để ra đi, một thông báo chung về việc của anh. Tuy nhiên, theo Cadena SEL, điều đó sẽ không diễn ra cho đến sau khi PSG hoặc Real Madrid kết thúc tại Champions League mùa này. Việc trì hoãn này đến từ yêu cầu của PSG khi các xếp bự câu lạc bộ muốn tránh sự phân tâm vào nào trong trường hợp hai đội chạm trán nhau tại sân chơi danh giá này. Cả PSG và Real Madrid đều giành chiến thắng ở lượt đi 16 đội cúp C1 đang diễn ra, trong đó Mbappe cùng đồng đội có lợi thế 2 bàn trước Real Sociedad. Còn Kane thắng Leipzig 1-0 trên sân khách. Kylian Mbappe đang tập trung cống hiến tất thảy cho PSG với một phong độ cao. Ở những tháng cuối cùng với tham vọng của Alba còn đó với Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp, giấc mơ của đội trưởng tuyển Pháp đó là mang chiếc cúp tài vòi danh giá về cho PSG trước khi rời đi cho cuộc phiêu lưu mới đưa anh đến tầm cỡ hàng đầu thế giới. Chelsea khiến cho Man City chật vật giành kết quả hòa 1-1 và thầy trò Pochettino hiện đóng vai trò như là kẻ phán quyết trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Premier League mang tính cạnh tranh nhất từ khi thành lập mùa 92-93 mở ra nhiều khả năng khác nhau trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Man City, đội bóng năng động, giàu sức tấn công và nhiệt tình nhất châu Âu, ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vừa bị chia điểm ngay trên sân nhà Etihad. Sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, bắt đầu từ hành trình chinh phục FIFA Club World Cup hồi cuối năm, danh hiệu thứ 5 trong năm dương lịch 2023, Man City không thể vượt qua được khối đá granite của Chelsea. Để làm khách trên sân Etihad, Chelsea xếp thứ 10 ngoại hạng Anh và vừa có được 2 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Các cầu thủ của Mauricio Pochettino coi cuộc đọ sức với đội bóng mạnh nhất thời điểm này như một cánh cửa dẫn đến sự giải thoát khỏi cuộc khủng hoảng thể chế và thể thao kéo dài suốt một năm qua. Trên sân ngoài vô địch ngoại hạng Anh 3 mùa giải gần nhất là trận đấu của Enzo Fernandez, người khổng lồ giữa sân, của Raheem Sterling, đa năng của Nicolas Jackson đáng kinh ngạc hay Cole Palmer đầy nhiệt tình. Cùng với nhau, họ làm biến dạng đội bóng đầy sức mạnh của Pep Guardiola, qua đó tác động đáng kể vào cuộc đua giành chiếc cúp danh giá nhất bóng đá nước Anh. Bất thường thì thiếu tổ chức và dễ tổn thương là hình ảnh thường thấy Chelsea mùa này, nhưng điều đó không bộc lộ tại Manchester mà là một đội bóng hoàn toàn khác. Rất nhiều cầu thủ của Chelsea hiểu rằng họ sẽ có cuộc cách mạng lớn trong mùa hè năm nay. Một thất bại trước Man City có thể khiến cho rất nhiều bảng hợp đồng gặp nguy hiểm. Hướng tới một mục tiêu siêu việt, Chelsea xây dựng thế trận rất tốt, đọc tình huống nhanh và hình thành một bức tường không thể vượt qua.
Ngay từ đầu, Chelsea dâng cao ép bóng khiến cho đội chủ nhà cảm nhận được rằng họ như bị trượt khớp. Các pha luân chuyển của Man City dễ dàng bị chặn đứng. Chelsea không có dấu hiệu mệt mỏi hay duy trì cường độ cao. Họ tìm thấy bộ ba Palmer, Jackson và Sterling những lý do để hy vọng. Sau 1/3 thời gian hiệp 1, Palmer tận dụng sự thiếu quyết đoán của đội bóng cũ và phóng đường truyền cho Jackson và Anderson cứu nguy khỏi thành công. Tiếp theo là đường truyền từ Enzo cho Sterling, thứ mà người Brazil một lần nữa chiến thắng. Đến lần thứ 3, sự hợp lực giữa Jackson và Palmer trong pha phản công xuất sắc giúp cho Sterling giữ điểm thành bàn sau khi loại Kai Walker. Tỷ số thậm chí đã là 2-0 cho đội khách nếu như Ederson không cản được thành công cú sút khác của Sterling. Man City có hiệp đấu khó khăn nhất trong mùa giải.